Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bosa TV, nhân dịp tới Đà Nẵng, tình cờ chúng tôi lại được mời tới một quán cà phê nằm trên đường 3 tháng 2, thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ tiếp xúc với anh Hòa, chủ nhân của quán. Anh Hòa được biết là một Việt Kiều từ Hoa Kỳ về thành phố Đà Nẵng để làm ăn. Chào anh Hòa. À, chào anh ạ. Chào anh Lân. Anh Hòa, trước hết cho một chút xíu giới thiệu một tí về anh thưa anh. Tôi là tên là Bảo Hòa, tôi sống ở Mỹ gần 40 năm. Thì năm nay tôi 59 tuổi rồi, tôi đã về hưu ở bên Mỹ. Tôi thành phố Đà Nẵng là hồi xưa tôi đi sinh đẻ ở đây. Tôi học ra tú tài ở đây rồi qua Mỹ tôi học về ra kỹ sư cơ khí, xong đó rồi đi làm một thời gian và về hưu ở bên Mỹ rồi trở về quê tôi ở đây ạ. Anh bắt đầu về đầu tư ở Việt Nam, ở Đà Nẵng, một cách cụ thể là ở Đà Nẵng. Từ bao giờ và vì sao thưa anh? Thật ra là tôi cũng không có ý định nhiều về cái chuyện đầu tư ở đây lắm. Nhưng mà sau khi ở một thời gian ở đây, gần 2 năm sau khi tôi về hưu đó, thì tôi mới thấy kiếm cái gì làm. Thì tôi thấy cà phê là một cái mà nơi mà có thể mà cái người hợp với người về hưu ạ. Cái rồi tôi mới đầu tư một số tiền cũng lớn vào cái cơ sở này. Anh cho biết cái lý do anh đặt cái tên quán là Caracoli, nghe nó có vẻ rẻ rất là Italy thưa anh. Caracoli có nghĩa là cái tiếng Tây Ban Nha đó, có nghĩa là hạt cà phê đỏ. Mà trong tổng số cái hạt cà phê đó, 100 hồ hạt cà phê thì nó chỉ có 3-5% hạt cà phê là nó còn nguyên vẹn, nó không có một nửa ra. Thì tôi chọn cái chữ Caracoli là ý nghĩa như vậy ạ. Anh nói là anh là người Đà Nẵng, do vậy anh đầu tư vào Đà Nẵng. Còn lý do gì khác đặc biệt không thưa anh? Thật ra tôi nghĩ Đà Nẵng là một cái thành phố rất là... Tại vì tôi nghe Đà Nẵng thì nhiều lúc cũng nói chuyện về Đà Nẵng thì tôi hay khen Đà Nẵng, nhưng mà tôi nghĩ đó là lời khen thật chứ không phải là đó là chuyện thật, chứ không phải là khen. Thành phố Đà Nẵng là một cái thành phố tôi nghĩ là sạch nhất, sạch sẽ nhất và trật tự nhất ở Việt Nam. Tôi về đây trước khi mà tôi về hưu á thì tôi có đi những thành phố khác để tìm một nơi sống cho nó thoải mái với đối với người Việt Kiều hoặc là người ngoài nước đó, thì tôi thấy thành phố Đà Nẵng rất là hay, đâu vào đó anh thử tôi mới chọn nơi này rồi tôi ở rồi tôi mới đầu tư vào cái này. Cái phần gọi là infrastructure của Đà Nẵng rất là tốt, rất là tốt. Anh thấy hồi xưa mà mưa bão xuống là nước nó vẫn còn trên đường lụt lội tùm lum, nhưng mà bây giờ hết rồi anh ạ. Qua trận bão vừa rồi rất là lớn, nhưng mà thành phố Đà Nẵng ra dẹp cây cối trong vòng 2-3 ngày là hết sạch bách luôn. Tôi mà trước đó không những người ta làm những cái chuyện sau đó, nhưng mà trước đó người ta đã tới những cơ sở như tôi, người ta nói là an ninh tấn cửa như thế nào, chống bão như thế nào, người ta bày hết cho tụi này. Ngoài những cái việc mà ngăn nắp sạch sẽ với cơ sở hạ tầng tốt như anh nói đó ở Đà Nẵng, thì ở trong góc độ của một doanh nhân đầu tư, anh còn nhìn thấy cái điều gì mà nó có thuận lợi cho cái chuyện mà thuận lợi hoặc khó khăn cho cái chuyện đầu tư của anh? Hồi xưa thì trước khi tôi làm chuyện này tôi cũng không có chú trọng về cái chuyện này, về chuyện đầu tư, về chuyện thủ tục này cho lắm. Nhưng mà khi tôi đến Đà Nẵng á, lần đầu tiên là mình phải đến cái gọi là cái Bộ Ngoại giao hoặc là Sở Ngoại vụ của mỗi thành phố. Thì ở Sở Ngoại vụ tổ chức rất là ngăn nắp, nghĩa là người ta giúp tôi, nghĩa là tư vấn cho tôi đâu vào đó. Người ta đưa những cái cuốn sách, những cái cách mà sống hoặc là cách đầu tư cái gì đó người ta tư vấn, thì mình đi đến đúng mấy cái chỗ đó thôi. Thì tôi đến sở đầu tư người ta cũng giúp hết tận tình. Thật ra cái giấy phép này là một trong những cái giấy phép mà anh Văn Hữu Chiến ký. Anh Văn Hữu Chiến là anh đó là người hình như là anh người Đà Nẵng. Tôi không biết gốc nhưng mà ảnh là chủ tịch của thành phố. Ngoài cái quán cà phê này ra, anh có đầu tư vào những cái
việc gì khác, cũng như là có ý định đầu tư vào những việc gì khác ở thành phố Đà Nẵng hay không thưa? Thật ra là tôi lại là một cổ đông trong một cái tòa nhà gọi là Thanh Bình Xanh. Tòa nhà này là một cái tòa nhà mà gọi là tòa nhà mà condominium á, hoặc là tiếng căn hộ cao cấp ở đây có 40 căn hộ, tôi là một trong những cổ đông ở đó. Thì cái này nó đi trước, là người ta nói là an cư lạc nghiệp, thì tôi về đây thì tôi an cư trước, là tôi hùng vào tôi làm cái tòa nhà đó trước, rồi xong rồi tôi mới làm cái quán cà phê này. Cuối cùng anh, để trước khi chúng ta chia tay, anh có một cái cơ hội để giới thiệu cái quán cà phê này đối với lại những người du khách chưa sẽ tới Đà Nẵng, hoặc là ngay cả giới thiệu với chính những người dân Đà Nẵng về cái quán cà phê này thưa anh. Một trong những cái mà quan trọng nhất của cái quán cà phê này là cà phê sạch. Cà phê sạch thì cà phê sạch nó đi chung với cái nghĩa của Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng là thành phố sạch, tôi nghĩ nó là thành phố sạch nhất nước Việt Nam là nữ. Thành phố sạch thì mình phải làm những cái gì cho nó đi chung với cái tiêu biểu của thành phố. Thì cà phê sạch này sẽ giúp cho tất cả mọi người thưởng thức một cái loại cà phê mà không những sạch mà tôi còn pha chế theo kiểu Tây. Thì chút xíu là anh sẽ thấy tụi này sẽ gọi là pha chế theo kiểu Caracoli, có nghĩa là kiểu của Ý. Tôi rang, tôi xay ngay tại chỗ. Nếu mà anh có dịp nên xuống dưới nhà, tôi sẽ có máy xay, máy rang ngay tại trong cái quầy. Đó là câu chuyện của chúng tôi với anh Hòa, một Việt kiều từ California về đầu tư quán cà phê ở thành phố Đà Nẵng. Quán cà phê Caracoli nằm ở số 2 đường 3 tháng 2. Quý vị đã biết địa chỉ, một lần ghé tới Đà Nẵng thử qua và nói chuyện với anh Hòa. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phố Bô Sa TV.